không điên đảo, đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, mà hành bố thí cho đến bát nhã, đem công đức này cho tất cả hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát tu hành đúng đắn bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì có thể tu viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà đại Bồ Tát an trụ vào bố thí ba la mật đa, gồm cả tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Đại Bồ Tát lấy tâm không ái nhiễm, không san tham để hành bố thí, đem bố thí này cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Đối với các hữu tình thì có lòng từ nơi thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp và lìa bỏ ác giới, đó là đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa gồm cả tịnh giới ba la mật đa. Khi đại Bồ Tát lấy tâm không ái nhiễm, không san tham để hành bố thí, đem bố thí này cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Nếu bị người nhận hoặc các hữu tình khác hủy báng nhục mạ, làm hại một cách phi lý, thì Bồ Tát không sanh tâm sân hận, không muốn báo thù làm hại họ bằng thân khẩu, chỉ sanh lòng từ bi thương xót họ, đem lời hòa nhã hổ thẹn xin lỗi. Đó là đại Bồ Tát an trụ vào bố thí ba la mật đa, gồm cả an nhẫn ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát đem tâm không ái nhiễm, không san tham hành bố thí, đem bố thí này cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Nếu bị người nhận hoặc các hữu tình khác hủy báng nhục mạ một cách phi lý, thì bấy giờ Bồ Tát liền nghĩ: mọi người tạo ra những loại nghiệp như vậy, trở lại tự mình nhận lấy quả báo như vậy, ta không nên tính toán hơn thua với họ để rồi phế bỏ sự tu nghiệp của mình. Lại nghĩ, đối với người ấy và các hữu tình khác, ta nên làm tăng trưởng tâm xả, tâm bố thí, không luyến tiếc. Nghĩ vậy xong, thân tâm thanh tịnh, tinh tấn thực hành bố thí. Đó là đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa gồm cả tinh tấn ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát lấy tâm không ái nhiễm, không san tham để hành bố thí, đem bố thí này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Đối với những người thọ nhận và cảnh giới khác, tâm không tán loạn, không cầu các dục ở ba cõi và nhị thừa, chỉ cầu quả vị vô thượng,